Thưa quý vị, cách mạng là sự nghiệp của toàn dân. Quán triệt tư tưởng này, Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 521 năm 2005, lấy ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vừa qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã sôi nổi tổ chức ngày hội với những hình thức phong phú, đa dạng, đầy sáng tạo, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng. Ngày hội năm nay, rất nhiều địa phương đã tổ chức hội trại với đa dạng các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, văn hóa và nghề. Đáng nói hơn, có địa phương còn tổ chức hội thi phòng cháy chữa cháy hộ gia đình với sự hiệp đồng chữa cháy của 4 thành viên. Kỹ năng chữa cháy và thời gian dự thi là hai yếu tố quan trọng để đánh giá đội nào sẽ giành chiến thắng. Để đạt được kết quả cao, nhiều đội thi đã có sự chuẩn bị tập duyệt từ rất sớm. Năm nay, Ủy ban nhân phường tổ chức một cái hội trại vì ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc này hết sức có ý nghĩa, mang tính chất toàn dân, tham gia hưởng ứng về phía khu dân cư số 1. Toàn nhân chúng tôi tham gia được mùa mạc, từ đó lan tỏa được mùa cái vấn đề về cái phong trào của địa phương. Từ trước đến giờ là chúng ta chỉ tuyên truyền qua có thể tất cả video phóng sự, nhưng hiện nay công tác tuyên truyền của phường Hòa Xuân là hướng đến việc là bằng hình thức thực hành, chính người dân sẽ là người tham gia thực hành cái việc kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ phát triển mạnh mẽ tại 56 xã phường trên địa bàn thành phố, mà tại các cơ quan doanh nghiệp, trường học, phong trào này cũng được hưởng ứng rất nhiệt tình. Nhiều cơ quan đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, người lao động nắm rõ và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Những mô hình tổ chức phòng ngừa tội phạm được hình thành và ra mắt phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ bản của cơ quan đơn vị, ngày càng chứng tỏ sự chủ động trong đảm bảo an ninh an toàn. Việc mà được trang bị đầy đủ kiến thức về an ninh trật tự trong lĩnh vực tiền tệ sẽ góp phần giúp cho chúng tôi là những người cán bộ thực hiện trực tiếp cái nghiệp vụ có những cái kiến thức cơ bản cũng như có thể đảm bảo việc mà khi tình huống xảy ra là chúng tôi biết cách để ứng phó như thế nào. Ra mắt cái mô hình tổ tự quản là một trong những cái cơ sở để chúng tôi thực hiện tốt hơn nữa cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có thể thấy sau đại dịch Covid-19, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của nhiều địa phương ở thành phố Đà Nẵng như có thêm đà thúc đẩy, đưa quần chúng nhân dân đến gần hơn với nhau, tình làng nghĩa xóm, tình quân dân thêm gắn bó, bền chặt. Người dân như hiểu và chia sẻ nhiều hơn với chính quyền và lực lượng công an cơ sở. Sự lan tỏa nó sẽ đến với mỗi người dân và sự lan tỏa đó sẽ giúp cho mỗi người dân chúng ta sẽ có ý thức hơn trong cái cuộc sống hàng ngày, cũng giống như là về vấn đề bảo đảm được cái bảo vệ được an ninh Tổ quốc mà trách nhiệm là của toàn dân và toàn xã hội. Phát huy được phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ giúp khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của nhân dân tham gia đắc lực vào bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Đà Nẵng. Thời gian đến, Ủy ban Nhân dân, Công an, Mặt trận và các hội đoàn thể, lực lượng cốt cán ở địa phương sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng, khắc phục khó khăn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày một vững chắc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.